giời ơi. Xin chào anh em đã quay trở lại với Max Skill. Và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau feel một chút về một combo máy tính mini và bàn phím cơ với giá rất vừa miếng, chỉ từ 900.000 đồng cho anh em nhanh tay nhanh mắt. Hoặc chậm chân hơn một chút thì có thể mua chính hãng kèm coupon giảm giá sâu, với mức giá cuối cùng cũng rất dễ để tiếp cận, không đắt đâu. Như anh em đang thấy thì combo mini PC và bàn phím cơ này sẽ tạo thành một bộ máy tính all-in-one cho anh em có thể sử dụng ngon lành hầu hết các công việc cơ bản nhất. Cho các cháu học Zoom, cho anh em họp trực tuyến trong không gian hạn chế của mùa Tết Covid đang diễn ra rất là sôi động trong những ngày này. Bộ sản phẩm mà mình sẽ giới thiệu đến anh em là mẫu máy tính bảng mini Senava VK88 và bàn phím cơ mới nhất đến từ hãng BrickGox mang tên là BW-KB2. Đầu tiên nói về con máy tính Senava VK88 thì mình đã cùng anh em đánh giá chi tiết trong một video gần đây. Con hàng này thì có hai khoảng giá là 999.000 đồng cho hàng chợ rời và hàng chính hãng sau coupon sẽ còn khoảng loanh quanh là từ 2,5 đến 2,8 triệu đồng tùy chỗ. Với mức giá như vậy thì theo đánh giá của mình, con máy tính bảng Senava VK88 này sẽ là mẫu tablet chạy Windows rẻ nhất hiện nay, có dung lượng RAM 4GB, vượt trội so với hầu hết các máy tính bảng khác cùng tầm, vốn chỉ loanh quanh 2GB mà thôi. Việc chạy Windows sẽ giúp cho con máy này có được khả năng làm việc như một mẫu PC tiêu chuẩn, kết hợp với màn hình cảm ứng khá ổn và kích thước nhỏ gọn sẽ rất phù hợp cho các anh em muốn làm việc cơ động. Trong khi đó thì con chip điện áp thấp Intel Atom Z8350 đã được coi là tiêu chuẩn cho tablet giá rẻ Trung Quốc rồi và hiệu năng của nó nói chung là chống cháy đến giờ vẫn được. Máy có thể lướt web, xem video, họp Zoom vẫn khá mượt, ổn định với trình duyệt Microsoft Edge hay là Chrome cài sẵn, nhưng sẽ khá giật khi mà bắt đầu mở tầm 10 tab hoặc cho chạy cùng một số phần mềm rác kiểu như là Zalo chẳng hạn. Với bộ nhớ trong 64GB thì anh em vẫn có thể cài được đột kích hay là một số game nhẹ vào và chơi được. Còn liên minh thì tốt nhất là giờ không nên động vào nữa, bởi dù máy vẫn chơi tạm được ở thiết lập ở cấu hình thấp nhất, nhưng dung lượng cả chục GB sẽ nhanh chóng ngốn sạch bộ nhớ trong của máy. Điều tương tự cũng nói đến nếu anh em có ý định cài Android và chơi Liên Quân, Lửa Chùa hay là PUBG cũng có thể chơi được nhưng mà rất giật lag, chỉ đủ để đăng nhập nhận thưởng ngay thôi. Về thời lượng pin thì theo nhà sản xuất, chiếc tablet này cho khả năng sử dụng từ 3 đến 6 tiếng đồng hồ trên môi trường Windows 10. Trong điều kiện thử nghiệm, con máy này trụ được khoảng 4 tiếng đồng hồ khi họp Zoom liên tục từ 8 giờ đến 12 giờ sáng kết hợp với Zalo và màn hình bật sáng 50%. Tức là nếu không dùng Wi-Fi mà chỉ để đánh văn bản Excel cơ bản thì máy sẽ còn trụ được lâu hơn nữa. Còn để chơi game thì anh em tốt nhất đừng try hard vì máy chỉ có mỗi một cổng USB micro để sạc và mở rộng thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với linh vật thứ hai trong video này, đó là mẫu bàn phím cơ BrickGox BW-KB2. Như đã đề cập thì đây là mẫu bàn phím cơ mới nhất của hãng BrickGox, kế nhiệm cho mẫu bàn phím KB1 mà mình đã mang đến cho anh em trong một video cách đây không lâu. Đối với mẫu KB2, nó sẽ mang đến khá điểm cải tiến so với mẫu KB1 để có thể trở thành một mẫu bàn phím cơ chơi game hay ho mà chúng ta sẽ đi vào chi tiết ngay sau đây. Bắt đầu với phần mở hộp sản phẩm, như mọi khi thì BrickGox tỏ ra rất là tiết kiệm mực in trong vỏ hộp của chiếc KB2, chỉ để tên sản phẩm và chúng ta luôn luôn phải mở hộp để biết được hình dạng tròn méo thực sự của sản phẩm bên trong là như thế nào. Cũng giống như cách đóng gói của hầu hết các bàn phím cơ khác, mở hộp chiếc KB2 sẽ thấy phần bàn phím được đóng gói trong giấy bìa ni lông cùng một khay bìa ở cạnh trên sẽ bao gồm sợi cáp USB-C, bệ vải dài 1,5m sẽ hướng dẫn sử dụng bàn phím, bộ kéo keycap và bộ kéo phím hết. Tiếp đến sẽ là về nhân vật chính. Nói về thiết kế thì như anh em thấy, khác với kiểu thiết kế nhỏ gọn hướng đến dân văn phòng của mẫu KB1 thì chiếc KB2 đã mang hơi hướng của một bàn phím cơ chơi game tiêu chuẩn hơn nhờ bố cục 80%. Nó được bọc một lớp vỏ kim loại đánh bóng màu đen làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho thiết bị. Bàn phím có thiết kế 87 phím và các phím cũng có thể lập trình đầy đủ. Về kích thước và trọng lượng thì bàn phím nhỏ gọn với kích thước 365x140x40mm cùng cân nặng 702 g. Theo mình sẽ thoải mái cho hầu hết anh em game thủ. Chuyển sang mặt sau của bàn phím được bố trí các miếng đệm chống trượt tốt và các chân chắc chắn giúp đặt bàn phím hơi nghiêng để có cảm giác gõ tốt hơn. Ngoài các miếng chống trượt thông thường, bàn phím này còn có khung cố định dây cáp sang cả bên trái và bên phải để bạn có thể cố định dây cáp theo ý muốn. Nhưng nhược điểm là cáp được cung cấp trong hộp mà không cho phép bạn làm điều đó. Về phần keycap của bàn phím này khá là thú vị. Nó được làm bằng nhựa ABS và BrickGox đặt tên là ký tự HD. Thực ra chính là loại keycap được thiết kế theo dạng double shot, tức là không phải là sơn ký tự lên như bình thường
mà được tách làm hai lớp, gồm lớp vỏ trên cùng và lớp ký tự khắc bằng nhựa trắng được đặt thành lớp thứ hai, giúp bền màu qua thời gian sẽ thuộc dạng bất tử. Tiếp đến là phần squid. Đây có thể coi là phần đáng giá nhất trên chiếc Bitgolf KB2 khi đây gần như là mẫu bàn phím cơ rẻ nhất được trang bị squid quang học. Ưu điểm của squid quang học thì không cần phải bàn cãi vì tốc độ phản hồi cực nhanh, chỉ rơi vào khoảng 0.02 mili giây, nhanh hơn 250 lần so với con số 5 mili giây khi sử dụng bàn phím cơ sử dụng squid bình thường. Bên cạnh đó thì squid quang học có độ chính xác tuyệt đối. Đối với những game thủ thì đây là một yếu tố quan trọng. Ngoài cảm giác nhấn, tốc độ phản hồi thì sự chính xác của squid là điều vô cùng nổi bật ở squid quang học. Việc sử dụng cơ chế quang học thay vì cơ học khiến độ bền của squid rất cao. Giới hạn độ bền của chiếc squid chỉ phụ thuộc vào các vật liệu tạo lên bóng LED và cảm biến. Những yếu tố này có thể kiểm soát được từ nhà sản xuất chứ không như squid bình thường sử dụng cơ chế cơ học có các yếu tố ma sát và bụi ảnh hưởng rất nhiều tới độ bền. Các squid quang học có độ bền lên tới khoảng 100 triệu lần nhấn. Như anh em thấy thì phiên bản mà mình đang thử nghiệm sử dụng squid quang học Gateron Red cho cảm giác nhấn nhẹ nhàng thoải mái nên sẽ phù hợp với cả nhu cầu chơi game hoặc văn phòng trong không gian yên tĩnh chẳng hạn. Bàn phím kết nối thông qua kết nối USB-C có dây. Bàn phím hỗ trợ mọi phiên bản Windows từ XP đến Windows 10 cùng với Mac OS của Apple. Tuy nhiên điểm trừ là nó chưa hỗ trợ hệ điều hành Linux. Có thể là do nhà sản xuất chưa phát hành driver riêng của bàn phím này cho Linux. Về phần mềm và khả năng tùy biến đèn LED RGB, điểm tốt là bàn phím hỗ trợ đèn LED RGB đầy đủ và có thể tùy biến sâu thông qua phần mềm riêng của nhà sản xuất, nên sẽ giúp anh em biến con bàn phím này thành một vũ trường cực kỳ lòe loẹt đậm chất bàn thờ tổ tiên trong những ngày giá rét này. Anh em cũng có thể lập trình lại tất cả các phím của chiếc BW KB2 và không phải lo lắng về việc cài đặt cũ bị mất đi khi bạn kết nối bàn phím với một máy tính khác vì bàn phím có bộ nhớ sẵn lưu trữ dữ liệu. Nhìn chung theo đánh giá của mình, chiếc bàn phím Bitgolf BW KB2 là một bàn phím rất hay ho. Về giấy tờ, nó chính là một trong những mẫu bàn phím cơ rẻ nhất được trang bị sẵn switch quang học khá cao cấp, cùng với khả năng tùy biến cao, chất liệu vỏ kim loại ngon lành, cứng cáp và sử dụng được lâu dài. Đây sẽ là một con bàn phím cơ tốt để cho anh em tập tành làm quen gia nhập bộ môn mai thúy nhựa tốn kém này. Và vậy thôi, trên đây thì là những chia sẻ cũng như là đánh giá của bọn mình về combo mini PC và bàn phím cơ rất là ngon lành. Không biết là anh em nghĩ sao về bộ đôi này, hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho Max Skill. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.